Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là Xuân Trường đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay đơn vị em lại tiếp tục cập bến thêm cho quý chị một mẫu xe crossover cỡ nhỏ, một chiếc xe đến từ thương hiệu của châu Âu với rất nhiều option. Chiếc Peugeot 2008 phiên bản GT Line, bản cao cấp nhất, được sản xuất và đăng ký năm 2021, một chủ cá nhân, biển gốc tỉnh. Và chiếc xe này của em mới chỉ lăn bánh 1,3 vạn cây thôi, còn quá là mới luôn, với mức giá chỉ với 845 triệu đồng. Thì ngay sau đây, em xin mời quý anh chị cùng em trải nghiệm và đánh giá thực tế một vòng quanh xe để xem rằng qua những năm tháng sử dụng thì tình trạng của xe còn đang ở mức độ như thế nào ạ. Đó, xe thì được khoác lên mình màu trắng ngọc trai, một trong cái màu vừa tôn vẻ đẹp cũng vừa giữ giá và thanh khoản cực kỳ cao luôn anh chị nhá. Đó, xe thì có tỷ lệ sơn zin đâu đó cũng còn khoảng trên 95%, một tỷ lệ sơn zin rằng theo em nghĩ rằng qua một năm sử dụng rồi, đây là một tỷ lệ sơn zin rất cao rồi anh chị ạ. Đó, xe về hiện tại bên em cũng chỉ rửa nước lã và lên hình luôn tới quý anh chị, rất rất mới luôn anh chị ạ. Bác chủ xe phải thật sự phải nói, không phải khen bác đâu, nhưng mà bác yêu xe và giữ xe kinh khủng luôn anh chị ạ. Đó, xe về cũng chưa qua spa, chưa qua đánh bóng gì cả mà nó đã đẹp như thế này rồi, đẹp như trong tranh luôn anh chị nhá. Từ các cái la răng này, anh chị để giúp em, từ la răng này đến các cái mép cản này cũng chưa có một vết tháo rỡ hay là sơn si sơn tút tát gì cả. Đó, đây, một vòng quanh xe thì anh chị cũng để ý giúp em rồi đấy. Đối với Peugeot thì em khuyên anh chị lên đi bản cao cấp nhất anh chị nhá. Đó, bản GT. Chứ đi bản AT thì thật sự bản thân em đánh giá là nó thiếu rất nhiều option, thiếu rất nhiều công nghệ luôn anh chị ạ. Mà giá mới của chiếc xe này chưa lăn bánh là 919 triệu đồng, thế nhưng em Trường bán có 845 triệu. Còn có thương lượng thì anh chị thấy nó có hời không ạ? Đó, 919 triệu đồng để mà lăn bánh tại Hà Nội thì đâu đó cũng phải ngót nghét hơn tỷ rồi. Mà qua một năm sử dụng chiếc xe này của em, dám khẳng định xe mới như thế nào thì em nó y như vậy. Em Trường dám khẳng định luôn, mà tiết kiệm được 200 thì tội gì đúng không anh chị? Đó, gần 200 mà vẫn sở hữu một chiếc xe như mới luôn, quá tiết kiệm. Đó, đây, vô lăng củ số của chiếc xe như mới luôn anh chị nhá, nguyên phần luôn ạ. Và khi mở cửa ra thì chiếc xe vẫn thơm mùi mới anh chị nhá. Xe mới chỉ có chạy hơn 1 vạn cây thì không có gì đáng ngại cả. Keo chỉ các thứ đều zin nguyên hết. Hàng ghế sau đây anh chị ơi, bác chủ cũ bảo hàng ghế sau của em chưa có người ngồi luôn anh chị ạ. Anh chị để nhìn giúp em này. Đó, rất mới luôn ạ. Trần nỉ cũng rất mới luôn anh chị nhá, trần nỉ rất mới luôn. Nội ngoại thất thì em chấm điểm cho chiếc xe này khoảng 9 trên 10. Đó, xe full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Lốp sơ cua thì cũng chưa chạm đất luôn anh chị ạ. Khoang cốp thì cũng rất rộng rãi đủ dùng. Đó, đây đồ đạc của xe thì em cũng chưa dọn đâu. Đây, lốp sơ cua chưa chạm đất luôn anh chị nhá, đã lắp chống ồn rồi. Đó, đây, rất mới rất đẹp luôn. Đấy, đi sơ qua một vòng cho quý anh chị có thể tham khảo và đánh giá. Thì anh chị nào mà đang quan tâm tới sản phẩm này, hãy nhanh tay gọi thoại ngay cho em Trường qua số điện thoại 0926 743333 để em Trường có thể tư vấn, hỗ trợ và đặc biệt là chốt với anh chị một mức giá yêu thương hơn nữa để quý anh chị có thể sở hữu nhá. Ngoài chiếc trắng này ra thì bên em vẫn còn một chiếc màu đỏ, cũng bản GT Line biển gốc Hà Nội. Đó, chạy cũng 9.000 cây, rất rất mới luôn. Đấy, thì tất cả những chiếc xe bên em bán ra em đều cam kết bằng văn bản cho quý chị những chiếc xe đã được kiểm tra kỹ lưỡng về mặt chất lượng, cam kết xe không lâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, động cơ số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và bảo hành về động cơ cho quý chị trong vòng 1 năm, vẫn hỗ trợ banh bình thường anh chị nhá. Và cuối cùng em xin cảm ơn quý chị đã dành thời gian theo dõi hết clip của em. Xin kính chúc quý chị một ngày làm việc thật hiệu quả, có nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo ạ.